Hiện tại FPT Shop đang có chương trình deal cực hời cho học sinh sinh viên mùa Back to School, deal cực hời giá cực sốc. Hiện tại FPT Shop đang có chương trình laptop chơi hè đặc quyền cho học sinh sinh viên nhân 3 chơi laptop PC Core i3 Ryzen 3 giá chỉ từ 5.990.000 đồng. Các bạn sẽ được giảm thêm lên đến 3 triệu đồng, tặng bảo hành lên đến 2 năm và đảm bảo mua máy 100% sẽ có quà. Thế lệ đăng ký nhận quà cũng cực kỳ là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả và danh đại gắn ở phía bên dưới, lướt xuống các bạn sẽ thấy chương trình đăng ký nhận quà ngay. Chúng hai xe máy điện Yadea E3 trị giá 16.990.000 đồng cộng với lại 30 màn hình máy chiếu BQ. Chương trình này chỉ áp dụng cho các bạn học sinh sinh viên từ 15 cho đến 25 tuổi mùa Back to School này và áp dụng từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 31 tháng 10. Các bạn học sinh sinh viên nếu mà muốn mua hãy nhanh tay tới FPT Shop chốt deal ngay nha. Dù có kích thước hiển thị lên đến 15.6 inch, nhưng màn hình ViewSonic VA1655 lại đảm bảo độ gọn nhẹ khi có trọng lượng tổng thể lên đến 1kg, cho phép người dùng có thể dễ dàng nâng nhấc nè, mang theo và bài trí trên bàn một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể mang cùng lúc màn hình và laptop để không cảm thấy nặng nề và vướng víu. Độ mỏng tối đa của màn hình lên đến 9.85mm, được thiết kế tối giản để giảm thiểu được các chi tiết rườm rà. Nhờ đó, ViewSonic VA1655 cực kỳ linh hoạt, dễ dàng sử dụng cả trong không gian công sở, phòng làm việc cá nhân hoặc là phòng riêng. Màn hình ViewSonic VA1655 có thể được sử dụng và bài trí độc lập không cần dùng đến công cụ kê nào khác. Sản phẩm được ViewSonic tích hợp sẵn giá dựng gắn liền, có thể gấp vào và mở ra linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Đặc biệt hơn, giá đỡ này được thiết kế để cho phép người dùng dễ dàng thay đổi góc dựng màn hình theo nhiều góc khác nhau, với mức nghiêng tối đa lên đến 53 độ. Từ đó, việc sắp xếp màn hình sao cho thuận tiện trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Nhà sản xuất đã trang bị thêm cho sản phẩm túi chống sốc giúp bạn chống xước và giảm bớt được lực tác động khi mà gặp trường hợp va đập bất ngờ. Ngoài ra, dù chỉ cần một cáp kết nối để nhận tín hiệu nội dung, nhưng màn hình ViewSonic VA1655 vẫn tích hợp được hệ thống cổng kết nối đa dạng, bao gồm hai cổng USB Type-C, một cổng mini HDMI, một jack 3.5mm phục vụ nhu cầu truyền tải tín hiệu âm thanh.